Hello, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Âm thanh Duy Khánh xin kính chào tất cả các bác xem video của Duy Khánh và tất cả những bác từ trước đến giờ đã ủng hộ kênh Facebook của Duy Khánh. Thì hôm nay em thanh lý cục đẩy lắc D4 chạy 20 sò Toshiba 1943 và 5200. Đấy, một cặp sò huyền thoại từ trước cái này. Đấy, chắc là bác nào cũng biết. Đấy, chạy quần rất là lớn. Đấy thì bao zin, bao sạch đẹp, bao khỏe khoắn. Đấy, đánh hai đôi 30 căng đét, cho nên các bác không phải suy nghĩ về sản phẩm cũng như là chất lượng. Đấy, tụ rất là lớn, một hãng tụ Jusen. Đấy, cực kỳ là nổi tiếng. Đấy, tụ cao áp rất là lớn. Hàng sản phẩm chính hãng cho nên chất lượng rất là tốt, chạy 4 quạt gió rất là mát, rất là bền bỉ, chạy mạch class AB, tiếng khá là sáng, ổn định. Đấy, không lụt lỗi nhỏ, không ù xè. Em bao zin, bao sạch đẹp các bác. Đấy, tiếng cực kỳ căng sáng, thích hợp dùng gia đình hoặc những bác nào dùng hội trường ấy, thì các bác có thể dùng cho một cặp loa lấy lời, loa center lấy lời, loa 30 hoặc một cặp loa 40, rất là thích hợp, sạch đẹp, không một lỗi nhỏ. Đấy, tất cả những cái mối hàn này, keo chỉ này, đấy, những cái thuốc dây rút buộc này rất là chắc chắn, nguyên zin từ nhà máy, hàng bao sạch đẹp cho các bác. Các bác lấy về chuẩn bị cắm điện sử dụng, không một lỗi nhỏ, không ngủ xe. Đấy các bác nhá. Tiếng rất căng và sáng. Đây em đang đánh một đôi loa 30 đấy. Các bác có thể đeo tai nghe và cảm nhận chất âm của em nói nhé. Hiện tại thì âm thanh Duy Khánh mới thành lập một kênh YouTube mới. Các bác có thể vào tham khảo ủng hộ em nhé. Đăng ký kênh, ấn nút chuông thông báo và để liên tục cập nhật những sản phẩm mới nhất từ âm thanh Duy Khánh. Đấy, giá em báo luôn là 3,5 triệu. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ sớm với em. Đấy, chạy linh kiện rất là chất. Đấy, toàn chở 5 vạch màu hết. Đấy, cầu diốt rất là lớn, tụ rất là lớn, rất là to, để bằng cái chén hoa hồng mà các bác hay uống rượu đấy. Rồi thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác. Đấy, bao sạch đẹp, mặt mũi sạch đẹp cho các bác. Đấy, không phải suy nghĩ.